Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những ai sẽ vào tứ trụ tại Đại hội Đảng Trung ương khóa 13 năm 2021? Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần. Nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị độc tài đảng trị tại Việt Nam. Mỗi lần đại hội, đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới, chất lượng, mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại đại hội đảng 13 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1 2021. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như các quy định thành văn được đảng ban hành về lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn từ trên xuống theo truyền thống vẫn còn ổn định, và cuối cùng là các quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng các đại hội kể từ hai thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong đảng đã được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của đảng được ban hành chi tiết, các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để các phân tích và phán đoán trở nên chất lượng hơn. Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái cử Đại hội 13, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch của quy định 90 QĐ-TVK về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý được ban hành ngày 4 tháng 8 2017. Đoạn quy định chức danh Tổng Bí thư ngoài các tiêu chí chung có một điều kiện đặc biệt: ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương. Hiện nay, ngoài Tổng Bí thư chỉ có 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được phép ngồi chủ tọa và điều hành phiên họp. Trong lịch sử và theo truyền thống kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đại hội 6 năm 1986, các nhân vật phải nắm giữ vị trí Thường trực Ban Bí thư trở lên cho đến các vị trí cao nhất mới có khả năng kế cận trở thành Tổng Bí thư. Cụ thể ở đây, tại Đại hội 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó là Thường trực Ban Bí thư. Đại hội 7 năm 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Thủ tướng hiện nay. Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử. Tại Hội nghị Trung ương tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường vụ Bộ Chính trị, một trong 4 vị trí cao nhất sau Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đại hội 9 năm 2001 là ông Nông Đức Mạnh, trước đó ông là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 10 năm 2006, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái cử. Đại hội 11 năm 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng, ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử và làm việc tới bây giờ. Với quy định về chức danh Tổng Bí thư và theo lịch sử lựa chọn các vị trí quyền lực nhất từ trên xuống dưới, truyền thống hóa kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì hiện nay các ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, trong ba người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ như không được truyền thống hay lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có Tổng Bí thư nào là nữ. Ngoài ra, Tổng Bí thư qua ít nhất các thời kỳ cũng đều là người miền Trung hay người miền Bắc, chưa có người miền Nam. Xét trên những quy ước bất thành văn đó thì hiện nay mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng.
Với các tiêu chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành, trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định, cho thấy việc quyết định ứng cử viên tổng bí thư phải đi địa phương hay tham gia chọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị đã không còn cứng như trước. Đầu năm 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 13, nhưng ngay từ mấy tháng qua, cụ thể là tháng 5 năm 2019, Đảng Cộng sản đã cho triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 10 để sắp ghế cho 200 ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để 200 tên ủy viên Trung ương Đảng này lại bầu ra Bộ Chính trị. Và suốt tuần qua, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019, Đảng Cộng sản lại cho họp Hội nghị Trung ương lần thứ 11 với tầm quan trọng cao hơn là chốt danh sách sơ bộ 19 gương mặt ủy viên Bộ Chính trị cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Theo cơ cấu trong Đảng, các ủy viên Bộ Chính trị sẽ nắm giữ tất cả những cương vị lãnh đạo trong bộ máy chính quyền, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung, toàn là những vai trò chủ chốt để cai trị nhân dân cả nước. Nói đến hai từ nhân dân ở đây thật vô cùng mỉa mai, người lãnh đạo nhân dân mà nhân dân lại không được phép lựa chọn, chỉ ít là chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Đại diện cho dân, chỉ có một nhóm đảng viên chiếm 5% tổng số toàn dân lại họp kín lén lút, chia phần ăn trên ngồi trước và đưa ra vô vàn chính sách vừa phản động lại vừa hại dân bán nước như từ bao nhiêu năm qua. Một thể chế quái thai biến chất đầu voi đuôi chuột không giống ai đang tồn tại ngang nhiên tại Việt Nam. Thử hỏi, cái gọi là Đảng Cộng sản kia còn được mấy phần là Cộng sản nguyên thủy khi toàn bộ nền kinh tế quyết định sự sống còn lẫn phát triển của Việt Nam là dập khuôn nền kinh tế thị trường tự do như các nước tư bản. Cái bảng hiệu xã hội chủ nghĩa chủ yếu chỉ để cho Đảng duy trì chế độ độc tài và chia chác quyền lợi chứ không bao giờ mang lại lợi ích về cho nhân dân, với hơn 60% số hộ gia đình nghèo đang bị vặt lông, bị cướp đất, bị đầu độc một cách không thương tiếc từ các chính sách ngu dốt, tham lam của đám cầm quyền luôn vỗ ngực tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người. Nhìn sang nước người mà phẫn uất, cứ tới mùa bầu cử thì các đảng phái đều phải nỗ lực đi tới hang cùng ngõ hẻm gặp gỡ cử tri để bày tỏ rõ quan điểm, lập trường, kế hoạch tương lai, chính sách quốc gia, giải pháp thích hợp theo đúng nhu cầu cho mỗi tầng lớp dân chúng. Có vậy mới nhận được lá phiếu mà người dân tin tưởng bầu cho đảng của họ một cách minh bạch, công bằng. Còn tại Việt Nam thì sao? Luật Bất Thành Văn việc sắp xếp tứ trụ tại Việt Nam từ năm 1990 đến nay đều do Bắc Kinh chỉ định, với tiêu chí hàng đầu là trung thành tuyệt đối với Thiên Triều, sau đó là phải ngu và tham để Tàu Cộng dễ bề sai bảo. Đến hàng bộ trưởng thì do Ban Chấp hành Trung ương sắp xếp và hầu như tên nào trong Bộ Chính trị cũng được giao phó cho một chức vụ quan trọng. Cương vị bộ trưởng thì chỉ cần trung thành với Đảng, kiên định xã hội chủ nghĩa, không có mầm mống tự diễn biến là đủ. Bất cần xem chuyên môn khả năng của bộ trưởng có phù hợp với chức năng ngành mà tên đó đảm nhiệm hay không. Tuy Đảng họp kín lén lút đúng với bản chất bất lương gian manh của một đảng cướp, nhưng từ quan sát phân tích sâu chuỗi nhiều sự kiện trong năm, quan trọng nhất là thành tích sang chiều cống Bắc Kinh, mở cửa, rước giặc vào nhà. Người viết có thể mường tượng ra danh sách tứ trụ Đại hội Đảng lần thứ 13 do Trung Nam Hải duyệt đến thời điểm này như sau. Tổng bí thư là ông Trần Quốc Vượng, giáo điều bảo thủ, một âm bản mê muộn, thờ tàu như Nguyễn Phú Trọng, Tàu Cộng không để Trọng ngồi lại vì lý do sức khỏe. Chủ tịch nước dành cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tập Cận Bình chấm Ngân vì Ngân đạt tuyệt đối các tiêu chuẩn ngu và tham mà Tập đề ra. Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Xuân Phúc, đây là cơ quan có quyền lực cao nhất nước, cao hơn cả Đảng, nên Tàu Cộng sẽ trao vào những tay đờ ngờ đờ thờ, đại ngu, đại tham mới dễ nắm thóp. Thủ tướng Chính phủ là ông Phạm Bình Minh,
đam mê quyền lực một cách xảo quyệt, sẵn sàng quỳ gối khom lưng trước thiên triều. Ngoài tứ trụ còn kể thêm một số gương mặt đặc biệt được Trung Nam Hải quan tâm như sau: Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tuy biết Tàu Cộng đang lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển đảo, nhưng Thưởng ban định hướng tư tưởng của Việt Cộng năm nay vẫn sang Tàu xin được định hướng tư tưởng để về trấn áp dư luận trong nước. Tàu Cộng đánh giá cao thành tích công bộc này của Thưởng, nhưng vì tuổi đời còn trẻ, sinh năm 1970, Thưởng phải đợi đến đại hội năm 2026 mới được đề bạt. Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, có công giải thoát nạn nhân Nguyễn Phú Trọng ra khỏi bàn tay tử thần 3X hồi tháng 4 2019 và sau đó có bảo đảm trước đảng sẽ trấn áp mọi biểu tình tại Thành Hồ vào dịp 30 tháng 4. Nhưng mới đây, do tranh thủ phiếu của phe Nam Cộng trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, chính Nguyễn Thiện Nhân lại có tuyên bố bênh vực quan thầy cũ là Lê Thanh Hải mà chống đối bộ sậu đốt lò Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng là không có chuyện khóa mới, sớ chuyện khóa cũ, khiến những tay miền Bắc có lý luận rất ư là khó chịu. Phạm Bình Minh vốn xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an, nay về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, được coi như là kẻ năng nổ nhất bán đất nhượng địa cho Tàu Cộng mở đặc khu tại Vân Đồn, nhưng kỳ này lại bị dư luận tố cáo chống lưng ăn chia với Chùa Ba Vàng nên khó mà được điều vào các chức vụ chiến lược, nhưng chắc chắn chính sẽ được Tàu Cộng trả công bằng ghế đặc khu trưởng Vân Đồn nay mai. Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng chuyên đặc trách kế hoạch tài chính ngân hàng, cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Tổng Bí Thư. Thậm chí trong lần tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Trung Quốc tại Hà Nội mới đây, không thấy bóng dáng tam trụ nào dám xuất hiện mà chỉ có Huệ vác mặt dày đến dự. Chỉ vì hoạn lộ mà Vương Đình Huệ đành chịu đưa đầu cho dân chúng lên án nặng nề, nhưng các đối thủ của Huệ nào để yên cho Huệ ghi bàn với quan thầy Bắc Kinh mà cho tay chân đàn em thả thư rơi về huyện Huệ. Chuyên viên cạo sửa số liệu về các chỉ số kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để gây thanh thế cho bản thân Huệ, khiến việc Tàu Cộng dù muốn đề bạt Huệ đành phải chững lại. Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, khai man lý lịch là người Việt nhưng gốc gác lại là người Hán. Hải rất được Bắc Kinh ưu ái nâng đỡ, nhưng lần theo dấu vết khi Vũ Nhôm bị vào lò, người ta tìm được đầu mối chính là Hoàng Trung Hải, kẻ đã ký các quyết định của chính phủ cho phép Vũ Nhôm thâu tóm nhiều dự án bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Chưa hết, hầu như tất cả các dự án của Tàu Cộng tại Việt Nam cũng đều do đích thân Hải ký duyệt. Đằng sau lưng của Hoàng Trung Hải là cả Trung Nam Hải khổng lồ, khiến Nguyễn Phú Trọng cũng phải dè chừng, không dám đun vào lò. Biết đâu vào một ngày nào đó Việt Nam lại có thêm một lãnh tụ người Hán không chừng, tên trước đang nằm trong lăng Ba Đình. Còn hơn một năm mới đến Đại hội Đảng lần thứ 13 nên chắc chắn các đồng chí đồng dận cũng đang ra sức tranh thủ sự chú ý của quan thầy Bắc Kinh bằng mọi thủ đoạn vô cùng máu lửa, hầu hết hất cảng nhau trên chính trường, đúng với phương châm đạp đầu nhau mau thăng chức. Để kết thúc bài viết, người viết xin bạn đọc xem mọi dự đoán trên chỉ mang tính chủ quan, cảm tính phiến diện, xin đón nhận mọi sự đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.